cổ hả? Vậy con ra đây. Đứng đây là con quay. À ok, con muốn quay phải không? Rồi. Quay, con quay má bằng không? Dạ má cứ lùi đi, thấy má cứ nói đi. Đó, được một giây với Kim Ngân giúp đỡ 0.5x 1, 2.5. Đây nè, bây giờ Kim Ngân lại đây với má nè. 2.5 đứng đầu hả? Hả? 2.5 đứng đầu này, 0.22 á hả? Đúng rồi, bây giờ con lại đi với má nè. Con đi lại đi. Má đi đi, con quay rồi con đưa liền. Trời ơi, bà cameraman mà bà đứng xa quá rồi nên bà lấy hình bà. Vậy má nói vài câu đi. Bây giờ giữ này làm kỷ niệm, chụp cho con cái hình này phóng ra chơi. Cả nhà ơi, hôm nay thì Kim Ngân sợ quá. Đi theo má để giúp cho cái cô này nè, cô sống lang thang nè, không có phòng ở nè. Nói bác Lai vài câu má. Nói bác Lai vài câu là Kim Ngân có phòng mà Kim Ngân không chịu ở. Bác Lai ơi, con khổ quá mà bác Lai. Bác Lai có... Bác Lai làm ơn giúp Thúy Nga nói thuyết phục Kim Ngân đi về chùa ở hoặc về phòng ở đi. Còn này người ta không có phòng, người ta đang kêu gào tôi muốn có cái phòng nè, mà Kim Ngân á thì có phòng, Kim Ngân không có chịu ở. Bác Lai ơi, bác Lai. Được chưa? Tôi diễn gì được chưa? Cái hamburger đâu? Cái hamburger, trời ơi, bác cầm camera bác quay tôi đi cưng. Thế nè, cái hình ảnh này là cái hình ảnh Kim Ngân dễ thương nè quý vị. Kim Ngân, con dễ thương quá, để má ghi lại khoảnh khắc này của con nha. Nè. Ủa gì hả? Có xe phòng hả? Kim Ngân, con lại đây với má con. Ủa lâu chưa? Dạ. Dạ. Đây, Kim Ngân quay tôi, còn tôi quay khoảnh khắc này cho Kim Ngân nha. Sao? Con muốn quay má nữa không? Con chán chưa? Con quay 2 giây thôi hả? Trả lại tình yêu. Con đi chơi. Giờ con đi đâu? Con. Vậy con ngồi đâu đây nha? Má con không đi đâu, con vòng vòng đi. Đúng rồi, con vòng vòng, con đi đâu là má đi tìm con má mệt nha. Gặp nhá. Ok. Trời ơi, tôi sợ má quá luôn, trời ơi là trời. Em sợ chị Ngân quá, chị Ngân ơi. Thôi chị ngồi đi, chị ngắm hoa đi. Rồi, chút xíu nữa má chụp cho con. Ở trong này là nhà thờ cơ, Kim Ngân. Kim Ngân. Trời, nó trúng Kim Ngân. Này, bây giờ má chỉ con nè, ở đằng kia con là người đạo Công giáo, con lại con xin cầu nguyện mẹ Maria giúp cho con khỏe mạnh đi. Ở Việt Nam có linh lì á. Có cái linh lì này nè. Gia chồng á. Linh lì. Kim Ngân, bài hát đó. Mới nãy Kim Ngân trên xe á, Kim Ngân nói là Thái Tài. Đây là ai đây? Con. Con. Với ai? Thái Tài. Yeah! Kim Ngân đã nhận ra mình và Thái Tài rồi nha quý vị. Yeah! Con và Thái Tài. Hình Kim Ngân ngày xưa nè. Hôm nay Kim Ngân. Trời ơi, muốn hôn một cái nữa. Trời. Nè, Kim Ngân nữa nè. Ai đây? Dạ, thưa con. Con, dạ con nè. Bây giờ là Kim Ngân đã nhận ra mình rồi nha quý vị. Dạ, thưa con. Ý, ngày xưa dễ thương quá ha. Xin mình dễ sợ. Nè, ai đây nữa? Dạ má biết rồi. Dạ má biết rồi. Nè, hình Kim Ngân nhận ra mình rồi nha quý vị đó. Bữa hôm á làm như ngại không muốn nhận ra mình á, giờ là chịu rồi đó. Ai đây? Của sư cô. Này của sư cô. Nè, lấy cái hình này hôm nay đưa lại đó của sư cô. Cả nhà, hình này là hình của Kim Ngân. Bữa hôm á nghe hỏi Kim Ngân biết ai không, cái Kim Ngân nói là ủa sao má có hay vậy? Mấy chục năm rồi đó má ha. Đó, bây giờ biết hết rồi đó quý vị. Hôm nay Kim Ngân nhận ra hình mình rồi nhé. Chích cha. Chích cha. Sao? Kim Ngân. Ủa Kim Ngân này giỏi quá ta. Đứng chơi xì dầu. Sư cô thấy hay không? Con với Thái Tài với ai nè? Dạ nhà. Cái hình này của Kim Ngân nó giống cái hình của Thúy Nga mà uống tóc xù xù á. Thúy Nga có mấy cái hình uống tóc xù xù này nè. Dễ thương lắm. Đây là mẫu chơi á. Ngày xưa đi hát đó. Cái chụp hình đó. Chụp phải thiệt hả? Thiệt. Cái này là hình. Hai người thiệt nha. Không. Thái Tài là bạn thôi, bạn thân của Kim Ngân. Thì hình này á là fan người ta gửi cho con. Cái là Kim Ngân á là ngày xưa đó đẹp mà sexy vậy đó quý vị. Cái là anh Thái Tài coi cái hình này nha, Kim Ngân này có nhận ra nè, Thái Tài với Kim Ngân.
lại rồi biết luôn trời. Ủa, vậy hả? Cái hôm nay làm lại. Hả? Mới thích chất lại. Hình này là hình của Kim Ngân ngày xưa. Giống cái hình Thái Tài chụp cho Ngọc Lan rất đẹp. Trời ơi, Kim Ngân nhìn cái hình này của mình đó, Kim Ngân nói là má thích chụp lại hả? Tại nhìn nó mới đó quý vị, đúng rồi, hình này có làm lại. Ôi, Kim Ngân đi giỏi quá, ngưỡng mộ quá. I love you. I love Kim Ngân. Thank you, Kim Ngân. Hôm nay Kim Ngân làm má xúc động quá à. Ôi, má muốn là má muốn khóc quá à. Kim Ngân nhận ra hình mình hết trơn luôn rồi nè. Nhưng biết bà ăn xong rồi. Từ từ mai mốt cho nghe Kim Ngân nghe nhạc lại của mình nữa là ok. Yes. Kim Ngân đáng yêu quá. Bây giờ con phát mấy cái khăn này cho mấy bác nha. Mỗi người cách. Ủa chùa mình có mấy bác vậy? Nhiều bác lắm nhưng mà thôi cho. Không, không, trong phòng còn cái rừng kìa. Để phát từ từ. Bốn bác hả? Có cái phát cho cái cô ở trong nữa. Năm bác. Năm bác rồi. Thoải mái đi. Bốn bác. Vậy là Kim Ngân cho mấy bác nha. Tôi muốn không năm đồng không vậy. Năm đồng không vậy. Cái này khán giả tặng cho Kim Ngân. Mà giờ Kim Ngân nhiều, Kim Ngân không xài để cho mấy bác. Cả nhà là chị Kim Ngân đi ngủ, không có ngủ ở phòng 3 đêm. Thì hôm nay thì chị mới vừa về phòng. Và chị cũng thông báo với mọi người là chị sắp dọn đi nhà mới, nhưng mà chị vẫn sẽ qua lại bên này đó, sẽ chạy qua chạy lại đó, cái đó mới mệt. Cũng hy vọng là người nhà sẽ lo lắng chu đáo cho chị, thì là chị sẽ ở một chỗ cố định để là mình cũng không bị mọi người cũng không ai bị vất vả và bị hoang mang lo lắng á. Tại vì ai cũng giúp mà giúp không ai báo ai, không ai biết ai hết trơn thì nó rất là hoang mang luôn. Thì hôm nay nghe chị Quyền mới vừa nhắn tin với Ga là hôm nay Kim Ngân về rồi, về sớm. Và Kim Ngân báo là sắp phải dọn đi qua nhà mới. Nhưng mà không có bỏ rơi mọi người. Lưu Chê Phong đang xem. Cô tắt bộ lọc nhìn xinh hơn á cô Nga rồi. Cô tắt rồi con ơi, cô tắt rồi đó. Nãy cô tính làm bộ lọc cho cô đẹp hơn, nhưng mà cô lọc tới lọc luôn, cô thấy cô cũng xấu như thường rồi, nên bây giờ thôi mình nói chuyện đi ha. Không biết bắt đầu từ hôm qua thì tràn trề nhựa sống lắm, hôm nay mà tiếp tục nói là thấy lười lười trong người rồi. Mới xem live của cô trong rồi, chào mà Lưu Chế Phong đang xem. Thì cả nhà ơi, hôm nay thì Nga sẽ chia sẻ. Thì tại vì Nga rất là buồn và bức xúc cái chuyện mà khi mà có nhiều cái lời nói là Nga dùng cộng đồng mạng để mà xúi dục, kích động cộng đồng mạng để mà làm cái điều này, làm cái điều kia. Thì cái câu nói đó nó làm cho mình rất là trăn trở suy nghĩ, khi mà mình là một cái người mà tánh của Nga khi mà làm bất cứ một cái việc gì mà Nga thấy không ổn hay không xong là bắt đầu là Nga lui cung về ở ẩn liền. Giống như là mình rất là dễ dàng buông tay. Cái buông tay đây không phải là mình nản, mà là con người của người nghệ sĩ ấy, mọi người, là cái tố chất của người nghệ sĩ là họ làm bất cứ một cái điều gì ấy, họ rất là phải có cảm xúc. Khi mà Nga giúp đỡ ai hay là Nga làm bất cứ điều gì cũng vậy, Nga cần phải có một cái cảm xúc nha. Cái cảm xúc nó quan trọng cực kỳ luôn. Mà đến ngày hôm nay á, thì Nga đã đi theo chị Kim Ngân hành trình là hơn 3 tháng rồi. Mà bây giờ những cái gì mà nó đã xảy ra mà nói bây giờ là Nga vẫn quay lại Nga giúp cho chị Kim Ngân như lại từ đầu như vậy á, thì thật sự là cái cảm xúc của Nga nó tụt mút. Nó bị hụt hẫng nhiều thứ và nó bị tổn thương. Và cảm khi mà mình, nếu mà bây giờ mình giúp tới chị Kim Ngân thì người mình cứ bị áp đặt, bị ám ảnh hai cái chữ. Người ta nghĩ là mình nghĩ là người ta đang nói là mình đang lợi dụng cái tên tuổi của chị Kim Ngân. Nên là thật sự cái điều đó nó làm mình rất là ảnh hưởng cái tinh thần và mình rất là chạnh lòng. Đó là mình giúp thôi đúng không? Mình giúp những cái gì đơn thuần thôi. Và mình cho tới tận ngày hôm nay á, là Nga giúp chị Kim Ngân thì cũng chưa bao giờ mà Nga có một cái ý định là giúp chị Kim Ngân để mà lấy tiền chính phủ hay là làm một cái điều gì đó. Tại vì mọi người biết khi mà ở Mỹ á, giúp cho một cái người mà bị bệnh như chị Kim Ngân á, không bình thường á, thì là nếu mà được coi như là được
sự đồng ý của chị Kim Ngân hay là của gia đình chị Kim Ngân, thì giờ chị trên 18 tuổi rồi thì quyết định là do chị thôi, thì là mình sẽ được gọi là được chính phủ, mình sẽ gọi social worker đến hỗ trợ mình để mà chính phủ họ sẽ cho mình là cái ưu tiên là mình là người lo cho chị, thì mình sẽ được nhận cái tiền gọi là giúp đỡ hỗ trợ cho chị, và người ta sẽ trả tiền giờ. Nghe nói là những cái đó thì trả tiền cũng rất là cao đó nha, mười mấy đồng một giờ. Và với một cái tình trạng như chị Kim Ngân á, thì là cái tiền mà để mà chăm sóc chị Kim Ngân là nghe nói kiếm cũng, nếu mà chính phủ trả đó nha, thì cũng phải là 4-5 ngàn gì tháng, 3-4 ngàn gì, nói chung mình không rành. Mà nghe nói 15 đồng giờ, mà nghe nói người ta cho tới mấy trăm giờ, thì đó là nghe nói thôi. Nhưng mà từ trước bây giờ Nga giúp cho chị Kim Ngân là chưa bao giờ Nga có một cái ý định là Nga sẽ đến cái chặng đường đó. Tại vì mọi người biết sao, tại vì nếu mà mình dính mắc vô những cái đó là chứng tỏ là mình sẽ bị ràng buộc rất là nhiều thứ, mình sẽ không làm được cái bất điều, cứ điều gì riêng tư cho mình nữa. Tại vì mình cũng còn gia đình, là một cái người nhà mà thật sự mà ruột thịt, hoặc là cái gì đó mà giống như là chỉ gắn kết với mình thật sự, hoặc là do gia đình gửi gắm hay là như thế nào đó, thì mình mới nghĩ cái đường xa. Còn bản thân phía Nga thì Nga, khi Nga giúp chị Kim Ngân là Nga muốn làm sao mà làm cho nhanh gọn, thật là nhanh luôn. Nga muốn càng nhanh càng tốt, làm sao mà để đến là chị phải về nhà với gia đình của chị, hoặc là con cái chị sẽ trở về lo cho chị, rồi take care cho chị và bên cạnh chị. Không cần chị Kim Ngân thì không phải là chị thích ai cũng có trộn rộn xung quanh chị đâu, chị thích ở một mình chị thôi à, chứ chị không thích ai xung quanh nhiều đâu. Như mọi người, chị thích là cái nơi chốn đó một mình, nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải luôn luôn ghé thăm, thăm hỏi, phải chăm sóc. Thì đó là cái đó là thuộc về phạm trù. Nếu mà sau này mà con cái mà làm được điều đó thì rất là tốt cho chị Kim Ngân, và Nga nghĩ là nó sẽ giúp cho chị Kim Ngân bình phục trở lại rất là nhanh luôn. Cái đó nó quan trọng cực kỳ luôn, miễn sao là mình phải kết hợp làm sao tương tác để mà cái người mẹ với là những người con được gặp gỡ nhau, và cái tình cảm của tình mẹ con được trải ra, thì là đảm bảo chị Kim Ngân sẽ nhanh chóng hồi phục trở lại. Nhưng mà thực sự là cái ý định đó thì đó là ước mơ của Nga thôi, còn tương lai như thế nào thì không biết. Đến ngày hôm nay thì là mọi người biết rồi đó, Kim Ngân đó cũng sắp về nhà mới rồi. Tương lai thì không biết khi nào về, nhưng mà là đã chuẩn bị về nhà mới, mà Nga rất là hoan hỷ cái điều này luôn. Nga nói nếu Kim Ngân về mà có em trai lo thì Nga còn mừng nữa, mà hai anh em ở với nhau đó thì Nga còn vui vẻ hơn nữa. Chứ còn Nga không có một cái phiền lụy hay là phiền phức, hay là Nga có một cái sự tranh chấp gì mà cô lên livestream cô nói sai về con hết. Cuối cùng cô bị ảnh hưởng ngược lại, cô thấy không? Rồi khán giả người ta chỉ trích cô, chứ con đâu có làm một cái gì mà công kích cô bao giờ. Cô là một cái người như vậy, làm sao con dám công kích cô? Con không bao giờ con dám hó hé một cái gì mà đến từ ngày những cái câu chuyện nó xảy ra đùng đùng như vậy. Chưa bao giờ mà Nga lên tiếng hay Nga chống đối gì. Chỉ có cái nào mà cô nói sai một chút, thật sự là mình cũng có viết nhẹ trên status thôi, chứ mình cũng không có một cái gì mà hành động gì mà gọi là chỉ trích hay cái gì hết. Và ngay cả những cái chuyện như bây giờ bạo động ở ngay cái nơi này á, thật sự Nga rất là buồn. Nga cũng mong rằng là cảnh sát của Mỹ, FBI hay cái gì điều tra, phải điều tra nhanh chóng để tìm ra cái tội phạm mà cái người mà đã đi mà tạt dầu nhớt ở chùa. Thật sự Nga nhìn Nga rất là đau lòng luôn mọi người. Thật sự những cái nơi này mà như vậy mà bị như vậy rất là tội mà hả, người già trong này rồi đi ra đi vô mà lỡ mà không biết đêm hôm chật chân té rồi sao. Nên Nga rất mong muốn là cảnh sát hay là FBI phải điều tra đúng cái sự việc này, ra được cái thủ phạm cho Nga. Chứ còn hả, để như vậy bây giờ giống như là hả, câu chuyện bây giờ chụp mũ giống như là Thúy Nga đi vô chùa hay là đi đến nơi này tạt nhớt vậy đó mọi người. Trời ơi, rất là sợ luôn, mà mình đã quy chụp vô Nga luôn. Và ngay cả bây giờ cousin của Kim Ngân hay là người nhà của Kim Ngân đều đổ tội cho Nga hết, là giống như Nga là một cái thủ phạm luôn á. Mà trong khi cái câu chuyện của Nga là chỉ là giúp Kim Ngân thôi, cái thiện nguyện này Nga là người đến đây để giúp cho Kim Ngân, chứ Nga không có một cái suy nghĩ gì hết. Mà cuối cùng đến ngày hôm nay nó xảy ra bao nhiêu việc rất là chóng vánh mà nhanh chóng luôn. Từ cái lúc Nga đi show tới Nga trở về trong một khoảng thời gian rất ngắn, thì giống như một bộ phim truyền hình mà dài tập vậy đó, mà không bao giờ có cái lối kết. Tại sao đến ngày hôm nay Nga phải lên tiếng?
tại vì nếu Nga không lên tiếng thì là mọi người sẽ rối nùi lắm, cảm xúc rối nùi lắm, không biết là chuyện đâu thực thực đâu. Bản thân Nga thì Nga kể có làm sao thì Nga kể y chang như vậy thôi. Mọi người biết không, khi mà mọi người đang rất là hưởng ứng lo cho cô, có một cái chị ở Chicago đó, bữa hôm đó chị kể với Nga, chị nói là bữa hôm đó em cũng đi vắng, em đi show, rồi chị đó chị cũng xin số điện thoại, chị đến thẳng nơi này và chị cúng dường liền cho $501, và cô còn lấy ra cái gì đó chuỗi chiếc gì đó thì chị ủng hộ thêm $100 nữa để mà mua ấy. Rồi sau đó cô cũng nói là bây giờ để chị về chị quyên góp để mà cho cô là $1,000 nữa. Mà cô biết không, khi mà những cái video lên như vậy là tự động người ta cancel hết, người ta không có hỗ trợ nữa, tại vì người ta nói là trời sao kỳ quá, chuyện như này chuyện như kia, thì đó người ta điện thoại người ta cũng chỉ kể con nghe như vậy, thì con hôm nay con chia sẻ như vậy, thì những cái chuyện như vậy cô biết không, thật sự cái sai của chúng ta ngay từ đầu, nếu mà thật sự mình bàn bạc với nhau hay là mình nói chuyện với nhau, thế Nga đâu có mà bao giờ mà xấu tính hay ích kỷ hay là không có mà để mà cô không được cái này hay chú áo vàng không được cái kia đâu. Tại vì cái tánh Nga là rất là sởi lởi và Nga là cái người rất là nhiệt tình, mà những cái người nào mà họ giúp một cái gì là Nga nói lên cái nhân vật đó là đảm bảo cộng đồng mạng người ta sẽ rất là ủng hộ và người ta rất là vui vẻ. Nhưng mà tại vì những cái công việc của mình nó vô tình đó, mình tách riêng ra hay là mình âm thầm mình làm, tất nhiên là đó là một cái hành động tốt, nhưng mà đôi lúc đó, cái sự phân tích của cộng đồng mạng thì họ lại cho là không tốt. Nên thật sự cô thấy không, tới ngày nay là bao nhiêu cái ảnh hưởng mà cái người đau buồn thì cô không biết cô đau buồn cỡ nào, chứ thật sự Nga đau buồn mà mệt mỏi. Nga nói trời ơi, tôi bước vô đây có 5 ngày mà bây giờ bước ra một cái là tan quang tan nát luôn. Mà những cái gì cô muốn mình đều welcome, và những cái gì cô cần mình đều ủng hộ, mình rất là thương cô. Mà không hiểu sao cô lại đi âm thầm cô làm như vậy, để bây giờ bao nhiêu cái chuyện nó hỡi ô như vậy. Đó, thì mọi người biết không, hôm nay là Nga chỉ chia sẻ cái câu chuyện như vậy để cho mọi người biết và hiểu hơn cái vấn đề của ngày hôm nay.